Mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt ở đây. Rồi, chào em. Em tên là Võ Minh Trí, là năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang ở quận Bình Tân. Nghiệp của em là cảnh sát phòng chống tội phạm. Chà, dữ rồi nha. Ở quê mình là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao em? Dạ, đúng rồi chị. Mời bạn gái giới thiệu. Minasan, konnichiwa. Hajime masite. Watashi wa Long desu. Kotoshi ni zero kusai desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Vỗ tay mà không có hiểu, dịch luôn đi em ơi. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Loan, năm nay em 26 tuổi, hiện đang là điều dưỡng, sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi sao mà em nói tiếng Nhật lưu loát vậy, có đi làm ở Nhật à? Dạ không, em có một thời gian để đi học tiếng Nhật ạ. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống, trong công việc của mình? Điểm mạnh của em là em có thể làm quà handmade. Đối với những bạn thân hoặc là những cái dịp đặc biệt, những người mà quan trọng với em á, thì em thay thường là tặng quà handmade ạ. Em còn có biết làm thơ nữa. Em có thể hôm nay đến đây á, thì em cũng có tặng bạn nam một bài thơ ạ. Rồi, xin mời em. Bạn trai hãy lắng nghe nha. Mùa đông lạnh lắm ai ơi, chờ người nơi ấy biết giờ nơi đâu. Mình em lạnh lẽo âu sầu, mưa rơi ướt hết tình ngâu thêm buồn. Đông về mang tuyết nhớ thương, cho đường thêm lạnh, cho sương đêm thêm dày. Đông về anh có nào hay, em chờ hơi ấm từng ngày đông qua. Anh trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là em thích võ thuật, thích nghiên cứu những cái món ăn đó, rồi chế tạo theo cái cách của mình. Có khi nào vừa múa võ vừa nấu ăn không? Dạ cũng có, đi nhúng nhảy rồi múa đôi khi nó cũng đổ số đồ. Anh có chịu nấu ăn cho em không, chứ anh phải dạy em chứ em không biết nấu được. Dạ không sao đâu, chứ ăn uống thì anh nấu cho em ăn được mà. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là nếu như mà em buồn một cái chuyện gì đó là em sẽ ngủ li bì luôn, giống như người ta gọi là gấu ngủ đông á. Rồi còn không, nếu như mà em suy nghĩ một chuyện gì đó em cũng ngủ luôn. Hay là mình đang suy nghĩ cái gì mình ngủ luôn vậy đó hả? Hay gì ta? Giấc ngủ dài nhất của em là bao lâu? Dạ giấc ngủ dài nhất của em là 12 tiếng. 12 tiếng là cũng bình thường thôi, có gì đâu gấu ngủ đông. Người ta ngủ mấy ngày mấy đêm chưa thấy gì nữa. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Hay hát nghêu ngao, rồi mỗi khi mà buồn đó, cũng hát, đi dọc đường cũng hát. Đâu giờ nghêu ngao em hát thử cái gì đó coi. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này, để anh có nơi tựa vào. Rồi cũng dễ thương. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình dài nhất mới đây là bao lâu? Mối tình mới đây cách đây cũng 3 năm rồi, tụi em quen nhau 1 năm. Nhưng mà bạn ấy đi nước ngoài. À, tại vì lý do khách quan ha. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có trải qua mối tình nào hết. Nhưng mà em có một mối tình đơn phương 7 năm mà. Cái gì? Đơn phương mà 7 năm? Dạ đúng rồi ạ. Có nghĩa là cái mối tình chính thức là chưa có mối tình nào hết? Dạ đúng ạ. 7 năm đơn phương một người. Khi mà ai yêu được em thì đúng em là một người rất chung thủy. Nhưng mà em là một người không có hay ghen mà lại hơi vô tâm á, nên không biết anh bên kia những cái lúc mà em, những cái dịp mà giống như là ha, ngày lễ kỷ niệm hoặc là cái sinh nhật em còn quên, thì không biết là lúc đó thì anh bên kia anh có buồn không? Nếu quên sinh nhật em có buồn không em? Dạ cũng tất nhiên là cái ngày của mình mà hai người yêu nhau quá, đôi khi quên thì mình cũng hơi buồn chứ. Em có nhớ sinh nhật bạn gái không? Dạ sẽ nhớ chứ. Nhưng mà thôi sao, có gì bạn trai nhắc ha. Công nhận anh phải nói là anh nể em thiệt luôn á. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em nói luôn? Em muốn tìm một người bạn trai là biết quan tâm và chăm sóc cho em, cao 1m65 trở lên. Anh coi giùm em coi ảnh có cao không? Ngon lành. Không có hói, nếu hói thì cạo luôn đi, giống như Phan Đình Tùng càng tốt. Chớ rồi em hói sao anh? Hơi hói, hơi có khả năng hói. Mập ốm thì không thành vấn đề, mập thì ôm nó ấm, ốm thì có bờ vai vững chắc. Hói cũng đâu có sao đâu. Không, anh là không có hói. Thuộc với lại cái quan điểm của em là anh là rất là đẹp trai rồi. Điểm gì em ghét nhất ở người bạn trai? Cái tính keo kiệt và bủn xỉn. Em không có thích một chàng trai hay ghen. Ghen ở một cái chừng mực nào đó thôi, chứ không phải là em đi chơi với bạn cũng ghen mà hả, lúc nào cũng gọi điện em 24/24. Tại vì em cái tính chất công việc của em thì không thể nào lúc nào cũng nghe điện thoại 24/24 được. Ghen là đương nhiên phải có chút chút, tại yêu mà. Nhưng mà tâm đi, đây là cảnh sát gọi là chống tội phạm thì có bản lĩnh lắm, đừng có lo điều đó ha. Anh thấy cô gái bên đây cũng rất là dễ thương em. Nhưng mà em gọi điện ảnh là lỡ anh ngủ mà anh không nghe là em giận. Trời ơi, sao tự nhiên là ngược ngạo vậy? Ảnh là nhiều khi cái công tác đặc biệt, ảnh không thể nghe điện thoại được mà không thể gặp em được luôn.
Không, nếu như mà anh ngủ kìa, còn nếu mà anh đi công tác thì đương nhiên là anh sẽ nói. Người ta đi công tác, ta đi làm về, người ta mệt quá, người ta ngủ, người ta vô tình, người ta ngủ re, người ta không nghe. Điện thoại của người yêu là phải để một cái chuông khác, để mà khi mà người yêu gọi tới là phải nghe liền chứ. Mà khó hàng chi thì đó. Là trời. Khó quá thì bớt bớt cái khó đó được không? Được, nếu như mà ảnh có thể làm siêu lòng trái tim của em. Miễn sao người ta yêu mình được rồi nhá nha. Thôi, anh thấy đàn gái cũng dễ thương á. À, nhưng mà nếu được thì giờ chừng nào em muốn kết hôn nè? Dạ, năm sau ạ. Năm cái sau? Gì? Dạ, lẹ lẹ đi chị. Lẹ lẹ hả? Đúng rồi. À, chứ để lâu được không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Đâu biết nấu ăn đâu làm dâu. Không ăn thì học chứ, rồi bây giờ rủi người ta ở với ba mẹ người ta rồi làm sao? Em sẽ chăm sóc ba mẹ nhưng mà chỉ có điều là không có biết nấu ăn thôi, ba mẹ phải dạy em. Thì đơn giản thì em chăm sóc ba mẹ có nhiệm vụ nấu cơm cho em ăn. Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi được tội phạm được nổi không? Dạ nổi. Đang nhắm mắt hay mở mắt vậy? Em đang mở mà. À, đang mở mắt hả? À. Mới lớn hả em? Dạ. Mới yêu hả? Sao mụn nổi nhiều vậy? Em mới tuổi gì thầy. Sao đây giờ dễ thương lắm, tôi mới ghẹo vậy đó. Rồi giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Dạ nếu như được thì năm sau cũng được chứ. Năm sau, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có ổn định hết mọi thứ chưa? Dạ em như em thấy là em cũng ổn định rồi. Lập nghiệp ở đâu, sống với ai? Dạ em này đang ở chung với mẹ em. Thì là làm dâu rồi phải không? Dạ, nhưng mà không sao đâu, em có thể phụ giúp được mà. Mà ba mẹ khó không? Dạ không, có mẹ em rất là dễ, dễ thương lắm, cực kỳ luôn. Để em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích bạn gái em là ích kỷ quá hay là không quan tâm, sống mà vô tâm quá. Bạn này là hơi bơ bơ đó, hơi hay quên thôi. Không sao, quên thì mình có thể nhắc tôi nhớ mà. Cái mẫu người lý tưởng em sao, nãy giờ chị chưa nghe. Dạ cái mẫu người lý tưởng em thì em cần người bạn gái biết quan tâm, chia sẻ. Tại vì cái nghề nghiệp của em á là đôi khi áp lực công việc rất là nhiều. Thì đương nhiên là cái người yêu của em là họ cũng sẽ bị thiệt thòi hơn những cái người con gái khác. Người mà con gái mà chấp nhận yêu tụi em thì thật sự ra họ rất là gọi là dũng cảm luôn. Không sao cả, vấn đề là miễn yêu thương nhau này thôi. Được không em? Dạ được chị, tại vì tính chất công việc của em cũng giống giống như ảnh vậy đó. Có khi ngày lễ hoặc là ngày Tết em cũng phải đi trực. Nhưng mà em sẽ cố gắng để dành thời gian cho gia đình. Rồi, được rồi ha. Bây giờ hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với dì Dượng và bạn thân của em ạ. Chào anh Quyền Linh, dạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Dạ, con chào dì. Dạ. Thấy bạn bên đây cũng dễ thương, cho nên là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Chứ mới gặp thì cũng chưa có biết. Rồi, cảm ơn dì. Em đi với ai, em trai? Dạ, em đi với lại mẹ với lại dì của em ạ. Dạ, chào dì, à, chào mẹ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Xin chào con, xin chào gia đình bên bạn gái. Bên đây bạn gái nó là không biết nấu ăn không sao con. Mẹ là nấu ăn giỏi lắm. Để sẽ dạy. Thường thì nấu ăn cho con trai chỉ có ngày nghỉ thì nó nói để cho con học phụ, giống như là nó theo nó dòm cho mình nấu vậy đó. Thời đại bây giờ không có nhất thiết phải phụ nữ phải vô bếp đâu. Cùng nhau thôi. Yeah. Hay quá. Đáng quá. Thì nếu mà có gì thì xin nhờ cô giúp đỡ cho con ạ. Thì con nhắm mà thí dụ mà nãy giờ nói đó, có thể cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Cái nào mà thiếu sót thì mình có thể là mình đã là một nhà thì mình bù đắp với nhau, không sao. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Hay quá. Hay quá chị. Mẹ trên cả tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ là quan trọng nè, mở rào ra cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Được. Mở rào. Hồi hộp của anh. Hai đứa xem mặt nhau đi. Chào em. Thì anh đến với chương trình có món quà tặng em làm kỷ niệm. Dạ em cũng có món quà tặng anh. À, cảm ơn. Anh có thể đọc cái tựa sách lên được không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dạ em nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và em cũng muốn là trên con đường sau này sẽ được viết tên của hai chúng ta. Rồi, anh múa côn tặng bạn gái tiết mục đầu tiên. Anh dừng lại một chút xíu được không ạ? Em có một cái ảo thuật nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Trời ơi. Ảo thuật luôn. Ghê ghê. Dạ. Bây giờ anh có thể đoán trong tay em có gì được không ạ? Trong tay em à? Dạ, bây giờ nè, anh đoán này. Anh có thể mở ra. Mở tay này. Thôi em không có gì hết. Này. Dạ, anh đưa hai tay anh ra. Nắm lại. Xong, buông ra. Buông ra. Rồi, bây giờ anh đoán lại nha. Mở ra. Giờ có gì không ạ? Có. Có gì? Có em. Không, có bàn tay anh trong đó. Múa côn liền cũng lanh lắm. Thì em xin gấp vui xíu một số. Dạ được ha.
múa côn về bảo vệ bạn gái thôi rồi đó. Em có cái bệnh là bệnh mù đường á, không có nhớ đường đi. Nếu mà sau này em muốn đi đâu anh có thể chở em đi được không? Trời ơi, em cứ yên tâm đi, em muốn đi đâu là anh có Google Maps dẫn đường luôn, tại anh cũng mù đường như em mà. Nếu như mà sau này mà hai đứa về chung một nhà thì anh có dự tính gì cho tương lai không? Thì dự tính này, dự tính của anh á là khi mà hai đứa mình cưới nhau về á, về chung một nhà rồi á, thì cái đầu tiên của anh là anh sẽ cố gắng đi làm, thứ nhất để lo gia đình, thứ hai là anh sẽ để dành số tiền để anh mua căn nhà khác đứng tên của hai đứa mình. Dữ ta, dữ dữ sói ca nha. Em có 3 câu hỏi để hỏi anh và anh chỉ trả lời có hoặc không. Mà này mà khó dữ. Câu thứ nhất là anh có thích nuôi chó không? Có. À, câu thứ hai là anh có thích trẻ con không? Có. Câu thứ ba là anh có thích em không? Có. Cài nãy giờ mấy lần hả? Dài ha. Anh cũng có đặt câu hỏi với em có thích nuôi chó không? Dạ có. Giờ em có thích anh không? À, câu này để từ bàn tay tới trái tim nhanh. Từ đâu? Bàn tay đến trái tim. Từ bàn tay tới trái tim hả? Bàn tay làm gì ra tới trái tim? Phục cuốn chương trình anh sẽ biết. Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi. Thì anh chỉ muốn là giống như là về nhà gia đình mình á, giống như là cuối tuần sum họp nhau, có bữa cơm gia đình nó nghi ngút, anh sẽ cố gắng tranh thủ về phụ em làm, và không anh sẽ đi chợ luôn, đi về hai đứa mình nấu ăn. Cuối tuần thì nó sẽ vui, xong dắt tay nhau cuối tuần đi chơi vòng vòng, có con cũng vui nữa. Anh thì anh thôi. Anh thích sao mấy đứa? Lý tưởng quá. Anh thì chỉ là hai người, hai đứa là được rồi. Em thì thích một đội bóng luôn mà chắc cũng không có cho phép được. Hai đứa thôi, trai gái được rồi. Sinh đôi đi anh. Cũng được đó, đứa nhất mình sinh một, đứa hai sinh đôi. Hai đứa tính như đúng rồi luôn vậy. Thật sự anh rất là thích trẻ con. Và anh cũng nghiên cứu một số về phụ nữ, giống như là những lúc mà em ốm đau bệnh tật hay gì đó, biết được những cái đó sẽ hỗ trợ em phần nào đó vào những ngày ấy. Anh có em gái mưa không? Tất nhiên là không rồi. Tại vì á, anh biết là cái chữ em gái mưa á, ăn chung, giống như đi chơi chung, làm mọi thứ như một người yêu, nhưng mà đó không phải là một người yêu, đó với anh là không được. Rồi em gái em đi với em dưới mưa có phải em gái mưa không? Dạ, đó là em gái đi dưới mưa chứ không phải em gái mưa. Em ghét sự lừa dối trong tình yêu á. Thì không biết là em cũng là một người rất là chung thủy, nếu mà đã yêu ai thì yêu một người thôi. Còn anh thì sao? Thì tất nhiên là mình yêu nhau thì mình chỉ yêu duy nhất một người thôi. Anh mong muốn những lúc mà mình cãi vã nhau thì những lúc đó là hai đứa mình nên ngồi xuống rồi nói chuyện, hay là giận quá không nói chuyện. Nhưng rồi mình cũng phải nghĩ về cái quãng đường của mình đã bước đi như thế nào, thì mình sẽ cố gắng hàn gắn lại với nhau. Chứ không phải là giận quá thôi tôi đúc đơn ghi ly dị, hay là tôi chán ghét anh quá tôi yêu người khác rồi như đó. Hay là mỗi khi mình buồn quá mình kiếm một người khác tâm sự và mình yêu người đó luôn. Anh không chấp nhận được. Vậy nếu như mà em làm gì đó sai á, nhưng mà em không nhận lỗi trước á, thì anh có chấp nhận là nhận lỗi trước không? Thì tất nhiên là người con gái khi mà họ làm sai họ ít khi nào nhận lỗi trước lắm. Ủa sao đàn gái hỏi hoài vậy? Tại đàn trai. Để đàn trai hỏi chứ, cho đàn trai hỏi chứ. Hỏi đi em. Dạ. Hỏi đi, cho ưu tiên đàn trai hỏi chứ. Theo như em á là những cái em thấy anh công việc vậy á, em có cảm thấy áp lực lắm không? Em có hay có thấy sợ không? Ừ, anh là bảo vệ bình an cho đất nước thì em thích, chị em chỉ lo sợ là anh gặp nguy hiểm thôi. Dạ, rồi anh cảm ơn em rất là nhiều vấn đề đó. Trước khi có vợ có nghiên cứu gì lấy vợ không? Dạ có, em nghiên cứu về phụ nữ sẽ khi mang thai họ như thế nào, họ sau khi sinh ra họ như thế nào. Cái đó em biết hết anh. Rồi gì nữa? Rồi những vào những ngày ấy là họ cần cái gì? Ngày ấy là ngày gì? Ngày ấy là cái ngày dâu á chị. Dâu là ngày gì? Em khó nói quá. Chị cái này ai cũng biết rồi, chị cứ hỏi gài ảnh hoài. À thấy chưa Binh, thấy chưa? Rồi. Rồi. Gì mà Binh nữa cô? Bây giờ á là mỗi người nói một câu mình cảm nhận thật về nhau thế nào. Em thấy bạn gái là người rất là thật thà, mà có sao nói vậy em rất là thích. Em thấy anh cũng rất là hòa đồng, cũng biết quan tâm. Rồi xong. Bây giờ mình nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình nó có rung động thật sự hay không. Bấm nút là bấm đúng với cái sự rung động của trái tim mình, đừng vì chuyện gì khác cả. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em.
bấm nút chậm vậy? Em ấn nguyên bàn tay mình không vô, vậy phải chọn nó mới vô. Ghê chưa? Duyên phận đã tới rồi, mình phải nhanh gọn lẹ nha, đừng có chờ hoài tới chừng chọt cái mất tiêu luôn á. Không. Ngại mà chị. Phép đi. Xin phép gì vậy? Hôn bạn gái gái. Không hôn mà không mắc cỡ. Con cũng xin phép mẹ với gì con. Nụ hôn đầu tiên. Ê ê ê ê. Nụ hôn đầu tiên hôn sao cho nó đúng á nha. Nào, thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình nãy nói gì mạnh mẽ lắm mà. Nào. Đó. Nó phải vậy ha. Thôi, hai đứa thấy hợp nhau á nha. Sớm sớm đi. Anh thấy được đó.